Mạt Kiếp Tàn Niên, hoặc Phật Sư Tôn Từ Huấn: Thầy muốn các con những ai chưa ăn chay phải học ăn chay, vả lại học dần dần. Thầy bảo các con rằng tương lai không bao lâu sau nữa, vi khuẩn sẽ rất nhiều, nếu như con chẳng có sức đề kháng thật sự tốt, thì con sẽ hy sinh trong trận hào kiếp này. Cái kiếp số này mới bắt đầu khởi bước mà thôi, vậy nên các con phải thật tốt mà bảo trọng đấy. Vi khuẩn và virus cũng có thể trở thành trung gian của nhân quả, nghiệp lực đòi báo. Hiện nay thế giới tai họa không ngớt, động loạn chẳng yên, bệnh tật truyền nhiễm, lòng người khiếp sợ vô cùng, đấy là do nguyên nhân gì? Do bởi chúng sanh chẳng biết phải hộ sinh, yêu thương bảo hộ sinh linh, chẳng biết phải dưỡng sinh, tu dưỡng sinh mệnh, chẳng biết phải bồi dưỡng lòng từ bi. Giết mổ sinh linh, cung sát giết oan sinh linh sẽ khiến cho virus tăng trưởng lan tràn trong vô hình. Bởi vì những sinh linh bị giết mổ, bị giết oan bản thân chúng đều có mang sự oán hận, còn giữa người giết và kẻ bị giết đều tạo xuống các nhân quả, các món nợ oan nghiệp, huống hồ những chúng sanh vẫn còn luân hồi, trong tứ sanh lục đạo bản thân đều có mang tội, nghiệp và nhân quả. Bản thân các độc động vật có rất nhiều loại vi khuẩn, virus mầm bệnh, các ký sinh trùng ở trên thân động vật. Virus corona chính là ký sinh trên thân của động vật và gia cầm. Nếu như khi động vật do sinh bệnh mà chết, thì thi thể động vật đều là có mang virus, mầm bệnh, các vi sinh vật dơ bẩn ở trên thân. Nếu như lại là những thi thể động vật chưa có xử lý qua một cách thích đáng, các xác chết thối rữa có khi sẽ thông qua nhiều loại virus, mầm bệnh, vi khuẩn kết hợp lại với nhau mà sản sinh những virus biến đổi mới. Vi khuẩn và virus có thể là những vi khuẩn, virus rất đơn thuần, thế nhưng nghiệp lực và nhân quả của chúng sanh cũng có thể mượn vi khuẩn và virus để triển khai những động tác và thủ đoạn đòi báo, và còn cả hiệu dụng nữa, cũng có nghĩa là nói vi khuẩn và virus cũng có thể trở thành trung gian đòi báo của nhân quả và nghiệp lực. Vi khuẩn và virus là những thứ chẳng cách nào dùng mắt thịt nhìn thấy một cách trực tiếp được, nghiệp lực vô hình cũng là thứ chẳng cách nào dùng mắt thịt nhìn thấy được. Nghiệp lực vô hình giống như một cơn gió vậy, nó có thể mượn nhờ các khí thể, bụi nhỏ, các hạt nhỏ bay lơ lửng trong không khí để luồn xuyên vào các lỗ chân lông, hoặc là bám trên lông tóc, trên da của cơ thể người, rồi đem mầm bệnh, virus dẫn vào bên trong thân thể người, khiến người sinh bệnh. Những người ăn chay, những người chơn tu hành về cơ bản sẽ tương đối không cảm nhiễm virus. 2 năm trước, thầy đã bảo qua rằng những ai có thể ăn chay thì đừng có ăn mặn. 2 năm sau sẽ là năm virus hoành hành dữ dội, tỷ lệ những người ăn mặn nhiễm bệnh sẽ cao, nên khuyên người đời hãy sớm ăn chay. Ha ha ha, 问三摩地娑。